Xin chào tất cả anh em và chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho các anh em một combo đồng bộ của hãng ETC, hàng chính hãng, tất cả sẽ được bảo hành cho em là 1 năm. Đây là hàng mới nguyên hộp được bảo hành 1 năm cho các bác, hàng chính hãng của ETC, và đặc biệt nhá, combo này sẽ giảm giá rất là sốc cho các bác và anh em. Thì rất là mong muốn nhá, các bác đang theo dõi video, anh em chưa like đi video, chưa đăng ký kênh Hoan Hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và ngày hôm nay đây, một combo bao gồm 3 thiết bị dàn máy cho các bác dùng karaoke gia đình, bao gồm một chiếc đẩy 2 kênh, một chiếc vang cơ lai số và một mic không dây. Em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và sẽ báo giá ở cuối video, báo giá cực kỳ tốt cho các bác nha. Video này sẽ giảm giá sập sàn hơn cho các bác. Đầu tiên là một chiếc đẩy đến từ ETC ET900 với công suất là 900W một kênh, và con này sử dụng 40 sò LGV kép nên đánh rất là khỏe luôn. Các bác có thể ghép là với gia đình, anh em có thể ghép là mỗi kênh này là một đôi 30, đánh rất là khỏe luôn cho các bác và anh em. Và đặc biệt hàng chính hãng và sò LGV kép nó sẽ cho chất âm tiếng cực kỳ sáng và đánh uy lực. Tiếp theo nữa không thể thiếu là một chiếc vang cơ lai số, đặc biệt phiên bản này vang cơ lai số kèm equalizer kết hợp lọc xì rất là đẹp, đảm bảo cho em là về độ thẩm mỹ cũng như là chất âm tiếng nhạc, tiếng mic cực kỳ hay luôn. Và dàn equalizer kết hợp lọc xì, chip của nó chip số chống hú 4 never. Đấy, chống hú rất là cao cấp được cho các bác và anh em. Tiếp theo nữa là có equalizer, một dàn equalizer riêng biệt để cho anh em nghe nhạc được đồng bộ hơn. Và effect rất mượt mà, có echo gì vật riêng biệt luôn cho các bác. Và điểm nổi bật của chiếc vang cơ lai số này, anh em nhìn thấy một dàn đèn equalizer kép lọc xì và một màn hình LED rất là lớn để hiển thị các thông số. Anh em điều chỉnh bất kỳ một thông số nào nó sẽ hiển thị qua màn hình LED này. Tiếp theo nữa là một bộ mic không dây ETC, phiên bản ETC cao cấp ETC M9 sẽ đảm bảo cho em về chất âm, độ út tiếng và sóng 3 giải âm, sóng xa 3 giải âm rất là tốt luôn. Mic ETC M9 đấy, rất là đẹp, mặt phay nhôm 2 dâu và sóng rất là xa từ 50 đến 70m. Và đặc biệt nhá, sử dụng Cornell, chính vì vậy là sẽ mang lại trải nghiệm chất âm cực kỳ hay. Đấy, và em sẽ đi vào chi tiết, anh em test cho anh em nghe thử combo này nhá. Nghe thử chất âm của nó, anh em nghe thử cho em nhá. Đây, sẽ cho to lên anh em nghe thử chất âm của combo này, cực kỳ hay luôn anh em nhá. Hiện tại em đã đánh một đôi 30, chính vì vậy là lửa không rất rồi, đã rất là khỏe rồi. Vang cơ là số equalizer kết hợp lọc gì đấy ạ, rất đẹp. Các bác có thể đeo tai nghe để nghe thử tiếng nhạc. Đấy, vì lý do là bản quyền, chính là em mở nhạc không lời cho các bác nghe, nghe thử chất âm của nó. Và đây em sẽ test cho em nghe thử tiếng mic của nó nhá. Tiếng mic rất là hay, có echo, anh em nhìn đây. Tiếng mic của nó phần có phần reverb time này, cắt tần số reverb này, reverb voice này. Đấy, ba chức năng của tiếng reverb. Tiếp theo là delay của echo, repeat của echo và e cắt tần số echo, rất là hay luôn cho các bác nhá. Đấy, echo gì vào riêng biệt, anh em nghe thử chất âm tiếng mic của nó giúp em nhá. Đây em sẽ cho nhỏ tiếng nhạc một chút, anh em nghe chất mic của nó. Nên bay 8 9 mây, nên bay 8 9 mây, nên mùa xuân bay hoa bay lên trên những bàn tay bay. Đấy, anh em nghe thử nhá. Và đây là combo thật sự anh em nói rất là cao cấp của ETC. Em nhắc lại, combo này sẽ bao gồm một chiếc đẩy ET900, công suất là 900W một kênh, và cho các bác đánh 2 đôi full 30 rất là khỏe và rất là uy lực cũng như là rất là sáng tiếng. Tiếp theo nữa là một chiếc vang cơ lai số ETC, phiên bản cơ lai số kèm lọc xì kèm equalizer, có trang bị cho anh em là điều khiển từ xa, có bluetooth, có cổng quang đầy đủ cho anh em, có một điều khiển từ xa và một bộ mic không dây ETC M9 đảm bảo cho em độ út tiếng, chất âm, ba giải âm cực kỳ tốt và sóng rất là xa. Và đặc biệt nhá, em đã nói rồi, từ đầu video em có nói em sẽ giảm giá combo này. Combo này anh em mua ở ngoài kia giá rất là đắt nhá, giá phải hơn 8 triệu. Nhưng đến với Thanh Euro nhá, em sẽ bán cho anh em giá combo này giá chỉ có bao nhiêu ạ? 6.700.000, và bên em sẽ bao ship cho các bác, cũng như là sẽ tặng đầy đủ dây jack kết nối từ đẩy, từ vang xuống đẩy này, từ TV xuống vang này, hoặc là có pin sạc từ những bộ mic không dây này, tặng miễn phí cho em pin sạc mic, dây kết nối từ mic
xuống vang đầy đủ cho anh em. Nói chung là đầy đủ hết dây lắc kết nối cũng như là một dây quang và pin sạc cho các bác để các bác sử dụng, chỉ có 6.700.000 bao ship, nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán, ok chưa? Giá rất là tốt và đây là em nhắc lại, hàng chính hãng bảo hành 1 năm. Và đặc biệt video này em giảm giá sập sàn cho các bác nhá. Các bác theo dõi video nhớ hoan hỉ ủng hộ cho bên em Simonai, một đăng kênh và nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều ạ.